hai con gà này là hai con gà tre nha bạn. Đây là con gà trống với con gà mái nha các bạn. Đó, mình làm sạch rồi ha. Rồi mình tính làm cái món là gà tiềm ớt xanh nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị dĩa ớt xanh nha các bạn, với mớ tiêu xanh ha. Rồi, và thành phần để tiềm ở đây thì có hai thang thuốc, mình mua được hai thang thuốc để tiềm ha, gà tiềm nha các bạn. Và mình chuẩn bị cho đây là hai trái dừa ha. Nếu như thiếu thì mình sẽ chặt thêm hai trái nữa là cho đổ cho nó ngập nước con gà nha các bạn. Còn thành phần mà gia vị để nêm nếm vô con gà thì cũng đơn giản, các bạn muỗng cà phê muối và muỗng cà phê bột ngọt, muỗng cà phê hạt nêm là được rồi nha các bạn. Tại vì trong cái táo này nó có cái vị ngọt rồi ha, rồi nước dừa nó ngọt đó các bạn, mình không nên mình để đường tí thì mình làm xong rồi mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn, thêm cái gì thì tùy các bạn ha, khẩu vị các bạn, thêm ngọt thì mình bỏ thêm nước dừa hoặc thêm đường nha các bạn, tùy các bạn ha. Còn riêng mình vậy là khẩu vị của mình vậy là vừa ăn rồi nha các bạn. Rồi mời các bạn đi làm với mình để cùng thưởng thức với mình nha. Mình bỏ thuốc vô nồi mình nấu rồi các bạn, cho thuốc vô nồi nấu ha. Đó, mình sẽ nấu thuốc nha, mình không có nấu chung với gà nha các bạn. Gà thì mình sẽ chặt nước dừa mình đổ vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua nồi gà cho các bạn coi, đây trái dừa ha, mình sẽ đổ qua cái nồi nha các bạn. Đó ha. Đó. Rồi. Rồi tí mình chiên gà xong rồi các bạn, mình sẽ đổ hết lượng nước dừa vô hai trái rồi ha. Rồi tí là mình sẽ bỏ gà vô mình tìm nha các bạn, mình tìm gà cho nó mềm rồi xong mình sẽ đổ thuốc qua ha. Chứ nếu mình nấu chung thì cái thuốc nó sẽ mất mùi nha các bạn. Cho nên gà mình nấu riêng, thuốc mình nấu riêng ha. Rồi, mình chuẩn bị chảo dầu rồi các bạn. Đó, mình đổ dầu vô ha. Rồi, giờ dầu cũng nóng rồi, mình cho gà vô nha các bạn. Mình cho gà vô mình chiên ha. Cho hai con vô luôn nha các bạn. Đó. Chiên con gà cho nó vàng rồi xong rồi mình mới bỏ vô nồi mình hầm nha các bạn. Rồi giờ mình chở gà lại nha các bạn. Rồi chở lại được rồi các bạn, cũng được rồi ha, nó vàng rồi đó. Giờ mình cho ra ngoài vô cái nồi mình tìm nha các bạn. Rồi bỏ vô nồi tìm ha. Đây con nữa là hai con nha các bạn. Đó, quá ngon ha, quá cực kỳ các bạn ha, quá cực kỳ ngon ha. Mình bỏ vô mình tìm nha các bạn. Giờ nó còn thiếu nước á, mình chuẩn bị thêm hai trái dừa rồi các bạn. Rồi chuẩn bị thêm hai trái dừa mình đổ vô luôn ha, cho nó đủ nước nha các bạn. Đây hai trái một lúc luôn ha. Rồi giờ mình đậy nắp lên mình tìm nha các bạn, cho gia vị vô rồi mình đậy nắp lên mình tìm ha. Gia vị giờ nãy mình đi mình chuẩn bị đi ha. Rồi mình đậy nắp lên nha các bạn. Rồi giờ mình hầm thuốc xong rồi các bạn. Đó, mình để thuốc ra ha, mình dỡ nắp nồi gà ra nha các bạn. Thơm quá các bạn ơi, quá cực kỳ thơm rồi. Đây, giờ mình vớt ra mình bỏ vô cái nồi thuốc bắc nha các bạn, cái nồi thuốc để tìm gà đó các bạn. Đó, giờ mình vớt hai con ra luôn nha các bạn. Giờ mình cho cái nước luộc gà vô ha, cái nước hầm gà vô nha các bạn. Đó. Rồi, chín ngon cái nồi đang sôi ha. Các bạn thấy không, hai con gà cực kỳ ngon ha. Không biết nó mềm mà nó dai thôi nha các bạn. Mình có chuẩn bị mì đó các bạn, với mỡ tiêu ha các bạn. Đó, mỡ tiêu với mì ha, mình đói mình ăn nên đây là chén mứa ớt của mình nha các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình đây bên đây là rau nha các bạn. Đó, chuẩn bị rau ha, mồng tơi với lại cải bẹ xanh với lại rau tần ô nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bỏ tiêu với lại ớt xanh vô nha các bạn. Đó. Quá cực kỳ ngon các bạn ơi, nó thơm. Giờ mình vắt chanh vô các bạn. Đó. Chuẩn bị chanh đây ha, vắt vô đây muối chanh. Quá ngon rồi các bạn. Gà tiềm ớt xanh muối xanh luôn nha các bạn. Ớt xanh muối xanh luôn ha. Cực kỳ ngon các bạn. Đây, mình sẽ dùng cái đùi gà thôi. Đây là cái đùi con gà nha các bạn. Quá cực kỳ ngon. Còn hơi cứng.
Ê, xin mời các bạn nhé, dùng với mình nha, quá ngon rồi các bạn ơi, nóng hổi luôn, quá cực kỳ ngon. Nó chắc mà nó thơm luôn, da giòn cực kỳ. Thử cái rau này nó như thế nào, cái nước cái rau này như thế nào. Quá cực kỳ ngon, không có gì bằng tiền bớt xanh. Nước mũi luôn. Ngon quá. Quá ngon, gió mát không khí cũng tình, quá tuyệt vời. Nước rất là ngon luôn, bốn chén nước dừa rất là ngọt. Bộ dừa xem các bạn, cho nên nước nó ngọt lắm, không cần phải để đường nhé các bạn, để đường là ngọt lắm. Mình thì không dùng cái đầu nữa, đầu với cu câu ha là mình không ăn ha. Quá cực kỳ rồi, xin mời các bạn nhé, dùng với mình nhé, quá cực kỳ. Da nó giòn, già già da giòn rất ngon nha các bạn, cực kỳ ngon. Nóng nóng quá các bạn, quá nóng. Để mình thả cái miệng này, biết nó chạy đâu. Quá ngon các bạn, quá cực kỳ. Cho rau vô ha, ăn nữa. Ăn cho nó mát nha các bạn, nóng quá, thế hậu thời 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 tiết này nóng quá các bạn, chịu không nổi. Rồi, xin mời các bạn nhé. Quá tuyệt vời.
quá ngon các bạn, ngon không tưởng được. Thêm nhắc này cực kỳ ngon, bữa nay cúp điện các bạn, ở trong nhà không có điện cho nên mình ra đây mình lấy không khí cho nó mát tí, ra bụi chuối, nhà bị mất điện nha các bạn. Xin mời các bạn nhé. Quá tuyệt vời, quá ngon. Có cái nước dừa vô rất là ngọt rồi, ngọt, ngọt và thơm rồi. Rồi, xin mời các bạn. Ngon quá, cực kỳ ngon luôn, nóng quá để mà hơi. Quá cực kỳ, rồi xin mời các bạn uống nước nha, quá ngon nha, quá tuyệt vời. Đậm đà nước dừa cực kỳ ngon. Nước nó không cay không? Không cay. Ớt nhiều nhưng mà không cay. Thơm mùi ớt chứ không cay ớt nhưng cực kỳ ngon. Nguyên ớt luôn. Ngon quá. Dừa tiêu xanh nó bể ra nó cay mà nó thơm, mùi ớt xanh tiêu xanh cực kỳ ngon. Mùi thuốc. Quá tuyệt vời. Quá ngon nha mọi người. Thôi thì chắc có lẽ tới đây mình xin dừng video clip ở đây. Hẹn các bạn video clip ngày mai mình sẽ cố gắng làm những món ngon hơn cùng các bạn thưởng thức với mình ha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ giúp mình. Mình rất rất biết ơn các bạn rất nhiều ha. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ mãi không già. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha.